Truyền thông phòng khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy xin trân trọng kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Hôm nay thứ bảy ngày 30 tháng 3 năm 2024 là một ngày cuối tuần cũng là cuối tháng. Thầm Võ đang có mặt tại phòng khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Kính thưa quý ông bà, cô chú, anh chị, hôm nay phòng khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, thầy Nguyễn Tấn Thanh đã dành thời gian để gặp gỡ, tư vấn và phân tích phác đồ hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí cho các bệnh nhân. Đây là hoạt động thường xuyên của phòng khám nhằm giúp đỡ cho bệnh nhân ung thư có hoàn cảnh khó khăn tiếp thêm hy vọng và nghị lực trong cuộc sống. Thầy Thanh đã tận tình lắng nghe, chia sẻ với từng bệnh nhân về tình trạng sức khỏe, tâm lý và mong muốn của họ. Sau đó, thầy dựa vào kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn của mình để phân tích các phác đồ hỗ trợ điều trị phù hợp với từng trường hợp cụ thể. Thầy đã giải thích cặn kẽ về các phương pháp hỗ trợ điều trị, tác dụng phụ có thể xảy ra và cách thức sử dụng các loại thuốc hỗ trợ về tinh thần cho bệnh nhân. Bên cạnh việc tư vấn về y khoa, thầy Thanh còn dành thời gian để động viên, khích lệ tinh thần cho các bệnh nhân. Thầy chia sẻ những câu chuyện truyền cảm hứng về những người đã chiến thắng ung thư thành công, giúp bệnh nhân có niềm tin và nghị lực để tiếp tục cuộc chiến. Hoạt động ý nghĩa, hoạt động tư vấn và phân tích phác đồ hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí của phòng khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí là một hoạt động ý nghĩa thiết thực, thể hiện tinh thần tương thân tương ái và trách nhiệm cộng đồng. Đây là nguồn động viên to lớn giúp các bệnh nhân ung thư có thêm niềm tin và hy vọng trong cuộc sống và cuộc chiến chống lại căn bệnh hiểm nghèo này. Lời cảm ơn phòng khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí xin gửi lời cảm ơn đến thầy Thanh đã dành thời gian và tâm huyết để giúp đỡ cho các bệnh nhân ung thư. Xin cảm ơn các nhà hảo tâm trong và ngoài nước đã hỗ trợ các hoạt động cho phòng khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí. Phòng khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, địa chỉ ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh, điện thoại 0345 99 2021, Zalo, Weber, gặp thầy Nguyễn Tấn Thanh, phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Cha Tường yêu thương cho không và các thầy. Kính thưa quý ông bà, cô chú, anh chị, phòng khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí vừa tiếp nhận một bệnh nhân mới đặc biệt khó khăn là em Nguyễn Trường Quang, sinh năm 1988 ở thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên. Em Quang hiện đang trong tình trạng sức khỏe rất yếu, di chuyển khó khăn, tóc rụng vô xạ trị, mặt mày hốc hác xanh xao. Em là con trai của bà Nguyễn Thị Dư, sinh năm 1967. Hơn 10 năm qua, bà Dư đã đưa con trai đi điều trị ung thư vòm họng giai đoạn cuối, di căn lên não khắp các nơi từ bệnh viện tuyến tỉnh đến thành phố Hồ Chí Minh. Gia đình đã tốn kém hơn 100 triệu đồng cho việc hỗ trợ điều trị, bao gồm hóa trị, xạ trị. Nhưng bệnh tình của em Quang vẫn không thuyên giảm. Biết tin về phòng khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, bà Nguyễn Thị Dư đã đưa con trai đến đây để hỗ trợ điều trị. Gia đình em Quang rất nghèo, chồng bà Dư đã mất sớm do tai biến. Mọi việc trong nhà đều do bà gánh vác. Phòng khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí. Phòng khám áp dụng phương pháp bằng y học cổ truyền kết hợp với học hiện đại, bao gồm sử dụng thảo dược, châm cứu, xoa bóp bấm huyệt và các liệu pháp tâm lý. Hiện là sốt xong cái có cục hạch nhỏ nhỏ nghìn có cái đi vô biếu khám là bị ung thư di căn đi 2 năm. Giờ uống đủ thứ thuốc hết. Ung thư đâu gì? Ung thư vòm họng. À Nó di căn hạch xuống. Rồi bác sĩ kêu tư vấn sao? Bác sĩ tư vấn là vô xạ trị này nọ mà người mẹ không chịu, con trước là không có tiền. Hoàn cảnh của cô là sao vậy? Con nó bệnh đi mấy năm rồi tiền. Chồng mất. Cứ tâm sự thôi mà. Ông mất rồi, chồng mất rồi, chết rồi. Nó bệnh là đi xin tiền này tiền nọ. Chồng đi. Sao mất?
ông bị đột quỵ. Ông làm nghề gì vậy? Làm mướn vậy. Ừ, Phú Yên quá, chắc làm bề biển hả? Không, làm phụ hồ thờ, làm mướn ai mướn gì làm. Còn cháu này đi làm gì? Nó hả, nó chạy từ sớm, nó bệnh đi mấy năm, nó không hết chạy nữa. Chạy quá rồi nấu, ăn không được, ngồi nói không được. Đi căng, giờ đi căng lên xương lên đeo. Xương ngàn cổ nó không được. Rồi chị làm nghề gì? Nấu khoai lang rồi đi bán dạo. Ồ, cũng hoàn cảnh cũng khổ ha, thu nhập làm sao chị? Thu nhập á? Ngày vài chục. Rồi tình hình con bệnh gì nữa, rồi chắc vất vả lắm hả? Kể cái vất vả nghe đi. Người này cho anh chị em nó cho tiền. Rồi sao biết ở đây vô đây vậy? Có cái thằng cháu nó đem bệnh viện á, nó điều trị chăm hả, con cháu nó chị tới. Hồi xưa nó chị tới mướn xe tới đây, xuống viện tới đây luôn. Nằm viện là nằm nghèo vậy, có số hộ nghèo hay hộ khó khăn gì không? Có cái bảo hiểm hộ nghèo. Rồi tình hình sức khỏe của cháu bây giờ? Cái bữa nó bị sốt mới rồi mới đưa vô bệnh viện Phú Yên. Phú Yên chuyển tiếng vô Chợ Rẫy nằm hôm nay. Nó là bảo hiểm miễn phí, không tốn tiền, bệnh tật. Nhà nước cũng cho tiền hàng tháng, cấp một tháng mấy trăm, 500. À, tiền bạc khó khăn nha, đi lại thì hôm nay chắc không tốn nhiều lắm mà. Dạ, xin. Tổng hết số tiền mà trị cho cháu tới điểm này là được nhiêu tiền rồi? Này 2 năm hơn. Uống thuốc nam có, thuốc tây có là cũng trên 100 triệu rồi cho. Trời ơi, trên 100 triệu rồi. Tiền đó phải có. Mượn gì? Ai cho mượn? Gì? Vậy nhà nước hồ xin hồ nhà hồ nghèo sớm lan rồi người ta cho. Rồi tới thời điểm này thiếu nợ nhiều không? Nợ cũng nhiều, còn nợ mấy chục triệu tiền dây. Mà bệnh thì chưa hết nè. Dạ. Rồi vô đây có tin tưởng gì đây không? Dạ, giờ tin tưởng thiếu thầy là cho nó đó. Thưa bệnh nhân, có thể cho biết là họ tên với quê đến từ đâu? Họ tên là Ngọc Quán Lan Nguyễn Văn Trừ. Lâm Hương Thuận Hà Tĩnh. Hà Tĩnh. Thì có thể cho biết cái triệu chứng của mình với cái bệnh nó như thế nào? Con là bị đi khám ở ngoài bệnh viện cả Hà Nội là vì xác định là bị ung thư dí cắn ở khớp tạng. Rồi ở bên bệnh viện ta tư vấn mình tự trị như thế nào? Bên bệnh viện thì họ mời khám, có người khám xong lá là để họ đưa hỗ trợ về chuyển viện để đến để ra điều trị. Nhưng mà con nghe tính ở trong này là có cơ sở trong này chưa, con nghe nói là con đi vào đấy. Con nghe tính ở trong này là điều trị bệnh ung thư được nhiều người. Có người giới thiệu hả? Con xem trên mạng. Vừa đi vào đây. Dạ. Hiện tại cái tình trạng sức khỏe hiện tại như thế nào? Sức khỏe thì con bây giờ thì cũng ăn uống ngủ nghỉ rồi được. Ăn uống thì con cũng đang con ăn được, ngủ thì cũng khó ngủ. Rồi có tin tưởng gì ở trên nơi đây không? Có, con còn tin tưởng, con vào đấy chứ. Qua cái coi trên mạng thì có biết cái phác đồ ở đây không vậy? Có, con ngồi việc. Biết như thế nào? Tiếng Việt là kiểu phải ăn kiếm, phải ăn kiếm những cái sự. Rồi ăn kiêng vậy thấy sao? Thì chưa làm thì cũng chưa biết, nhưng mà cũng không nên phải, cũng phải chịu khó nữa thôi. Chúng con
con ở khắp muôn nơi, mang căn bệnh trong người, căn bệnh ung thư cha ơi. Hôm nay con trở về đây, cầu ngang có một ông thầy, chữa bệnh cứu người rất hay. Chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên cha, ăn cây cỏ mang hạt giống, với lòng yêu thương cho con. Ăn cháo nà nó, uống trà thao giường, vậy mà người ơi, xóa tan khối u ác tính, xoa dịu nỗi đau người bệnh, mang lại hạnh phúc khắp nơi. Chúng con mừng quá cha ơi, một công trình khoa học, một nghiên cứu để đời, được cha áp dụng cứu người, để niềm tin đời đời vào Đức Chúa sáng ngời. Chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên cha, ăn cây cỏ mang hạt giống, với lòng yêu thương cho con. Ăn cháo nà nó, uống trà thao giường, vậy mà người ơi, xóa tan khối u ác tính, xoa dịu nỗi đau người bệnh, mang lại hạnh phúc khắp nơi. Chúng con mừng quá cha ơi, một công trình khoa học, một nghiên cứu để đời, được cha áp dụng cứu người, để niềm tin đời đời vào Đức Chúa sáng. Để niềm tin đời đời vào Thiên Chúa sáng ngời. Thank you.
Truyền thông phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy xin trân trọng kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Hôm nay, Thành Võ xin thực hiện đoạn video clip hướng dẫn đường đi đến phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Từ bến xe miền Tây thành phố Hồ Chí Minh đi đến phòng khám khoảng 135 km. Thành Võ đang có mặt tại bến xe miền Tây, tọa lạc tại số 395 đường Kinh Dương Vương, thuộc địa phận phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, quý ông bà, cô chú, anh chị đi đến phòng khám phải đi xe khách về tỉnh Trà Vinh. Hành trình xe khách đi theo hướng quốc lộ 1 đến Trung Lương, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Tiếp đến, xe khách rẽ vào quốc lộ 60 đi đến cầu Rạch Miễu, địa phận giáp ranh của tỉnh Tiền Giang và Bến Tre. Tiếp theo, xe khách đến cầu Cổ Chiên thuộc địa phận giáp ranh của tỉnh Bến Tre và tỉnh Trà Vinh. Sau đó, xe khách đi vào nội ô thành phố Trà Vinh để sang xe trung chuyển. Tiếp theo, các xe trung chuyển của nhà xe sẽ đưa quý ông bà, cô chú, anh chị đi đến phòng khám. Hành trình từ nội ô thành phố Trà Vinh đến phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, khoảng hơn 20 km. Vị trí này là đường Nguyễn Thiện Thành, cách nội ô thành phố Trà Vinh, trường đại học Trà Vinh khoảng hơn 1 km. Sau đó, quý ông bà, cô chú, anh chị di chuyển vào quốc lộ 53. Tiếp theo là đến nhà thờ Phước Hảo. Tiếp theo là đến cổng chào của huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Tiếp theo là đến nhà thờ Vinh Kim thuộc địa bàn của huyện Cầu Ngang. Đi khoảng 1 km, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn bên tay phải là biển báo nhà thờ Dòng Lớn thuộc huyện Cầu Ngang. Sau đó, quý ông bà, cô chú, anh chị rẽ trái vào nhà thờ Dòng Lớn. Đi khoảng 500 m, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn thấy nhà thờ Dòng Lớn nhưng chưa đến nhà thờ. Tiếp theo, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn phía tay phải có biển báo phòng khám Yêu Thương và rẽ phải đi vào khoảng 500 m. Quý ông bà, cô chú, anh chị sẽ thấy phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí. Xin trân trọng kính chào.